Hello, xin chào mọi người, mình là Khánh. Chúc mọi người một tuần mới vui vẻ ha. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chương trình lần đầu tiên được triển khai tại Thiên Vũ ha. Đó là chương trình tuần lễ hàng Việt. Chi tiết chương trình mọi người có thể theo dõi tại đường link bên dưới. Sau đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người bốn cái sản phẩm được tham dự trong cái chương trình tuần lễ hàng Việt này. Đó là dòng Paramax Passion 2, dòng Paramax Passion 2C, dòng Micro SM 2500 Smart, dòng Vanker Date 2500. Và cuối cùng là một dòng thiết bị mới được ra mắt của bên Paramax luôn, đó là dòng âm ly 3-in-1 tích hợp vang số, cục đẩy và micro, dòng Z450 đến từ Paramax. Các sản phẩm tham gia tại chương trình đều được bảo hành từ 2 năm trở lên. Riêng dòng Passion thì bảo hành 1 năm bởi vì là có pin mọi người ạ. Mình sẽ nói sơ qua tính năng của các sản phẩm tham dự trong chương trình này. Về clip review chi tiết thì mình sẽ đăng lần lượt trong cái tuần này nhá. Đầu tiên mình sẽ nói về dòng Paramax Passion trước. Một dòng Paramax Passion 2. Dòng này thì được ra mắt cách đây khoảng chắc 1 năm. Dòng này là một dòng loa di động đến từ Paramax. Ngoài các tính năng như là Bluetooth rồi hát này kia thì em nó có một cái tính năng rất là hay mà thậm chí các bên thương hiệu lớn người ta vẫn chưa làm được, như Bose, Electro Boy vẫn chưa làm được. Thì bạn Sang sẽ review chi tiết cái tính năng này cho mọi người nhớ đón xem nha. Rồi đến thứ hai nữa là sản phẩm Micro Paramax SM 2500. Dòng này như ra đời cũng tương đối khá lâu rồi, tuy nhiên chắc có lẽ là mọi người chưa khai thác được cái chất lượng của cái dòng mic này, nên là hôm nay thì mình sẽ đã có clip và mình sẽ đưa đến cho mọi người một cái dòng sản phẩm rất tốt. Dòng này rất tốt nha mọi người, mọi người có thể tham khảo và nó xài của nó rất là tiện. Rồi Vanker Date 2500 cũng là một sản phẩm rất lâu đời. Dòng này là dòng E nữa. Dòng này có Bluetooth nha mọi người, có chống hú luôn đó, rất tính năng rất hay. Bạn Huy kỹ thuật bên mình sẽ review chi tiết con này cho mọi người. Và cuối cùng là dòng âm ly 3-in-1 Z450 đến từ Paramax. Dòng này hơn đứt các dòng trên thị trường ở một việc là cái phần mềm, cái vang bên trong con đó. Bởi vì thiết đây là thiết bị 3-in-1, tức là có gồm vang số này, cục đẩy này, micro. Thì sản phẩm này mình thấy là cái thiết bị vang của nó sẽ khác biệt hoàn toàn so với các dòng sản phẩm hiện tại trên thị trường. Mọi người có thể xem review chi tiết của anh Huy, hoặc là mọi người đến trực tiếp showroom để mọi người trải nghiệm ha. Chương trình này thì ngoài giá ưu đãi ra thì bên mình còn tổ chức bốc thăm trúng thưởng, mà chắc chắn là trúng thưởng nữa cơ. Về giá trị giải thưởng thì mọi người có thể từ 500, 1 triệu đến thậm chí là 1,5 triệu, thậm chí là có một giải thưởng lên đến phải 8 triệu đồng. Thì mọi người xem chi tiết cụ thể hơn tại đường link mình để phía bên dưới nhá. Mình là Khánh, hẹn gặp lại mọi người, và mong gặp lại mọi người tại showroom của Thiên Vũ. Bye bye.